chào ôi chị Loan. Trời ơi chào chị Loan. Dạ chào chị Loan nha. Trời ơi. Tại vì vô quá trời ơi. Trời ơi. Người ta giúp tới nó giúp từ hồi nào cho hậu nó đang ăn mì gói giúp tới. Nó nãy đây mà không có đâu, nó nãy giờ bác chú không có không. Tại vì biết sao mà biết này không giờ đâu. Con phải đi lên. Con đi. Lần đầu tiên con Phương Lê nó tiếp xúc. Đây mà sáu chưa dọn đồ cô nghĩ bữa sau có tới dọn nữa không? Cái đồ đạc chưa dọn đi bỏ chạy mất dép rồi. Trời ơi, 25 tây tháng 12 xử nữa nè. 25 tây nữa. Xử tiếp hả? Cô phải tới dọn đồ luôn không? 25 là lữ bãi, bà 20k. 25 tây xử bà 20k. Tới bữa đó xử mẹ 20k. 25 tây xử bà 20k. Ờ, xử bà 20k hả? Ừ, xử bà 20k. 20k là 2 triệu. Bà nhà báo 20k bà mặc bà nhà báo 20k tóc ngang nè. Là con ruột của người ta. Đúng rồi. Người ta được quyền hưởng. Ruột con luôn không biết. Nhưng mà nó tiếng con của người ta được quyền hưởng. Đúng rồi. Đúng rồi. Bán con người ta có cái nào bán hàng trang người ta đứng tên nè. Khoe con ta hồi từ nhỏ bé. Đáng ta ôm thấy không? Người ta ôm qua người ta đi hát con ở nhà bố quýnh con ta còn hơn mẹ đẻ con chồng nữa. Theo các cô là cái vụ này mà không xử nghiêm mà lần sau cứ ai đến ở nhờ là người ta sở hữu thì chết luôn. Không cho vô. Đây là cái vụ này là phải xử nghiêm. Vô phải xử đàng hoàng. Nãy đồ bà Sáu chưa dọn nữa cô nghĩ biết sao. Bởi vì đồ hả dọn ban ngày sao ta quên. Dọn ban đêm ta quên. Vì mình đẹp quá mới dọn đêm. Đúng không? Chứ ban ngày mình xấu mình đâu dọn được. Ban đêm nó đẹp. Muốn rình ban đêm tới dọn. Ban đêm giống như đang trộm nhá. Nó gọi là ăn trộm chứ không dọn đồ. Ăn trộm đồ chứ không phải dọn đồ. Nếu mà dọn đồ là phải dọn ban ngày. Có người Việt Nam mình luôn. Chứ phải là dọn đồ. Đường là một cái người gọi là nghệ sĩ đúng không? Nói nghe nè, người nổi tiếng này là cái gì không phải ngoại của Hồng Loan. Tại Vũ Hồng Loan là con của nghệ sĩ. Rồi mấy đặc mỡ về chứ có chuyện mà dành vô lý vậy là cũng nhiều lắm. Tại mình không biết là tại người ta dân thường người ta sụp mình không biết thôi chứ Hồng Loan là nó khác. Tại vì ổng nổi tiếng quá. Đúng rồi. Chứ còn mà nè ở đã thời gian phải cho ở đậu nhờ đã thời gian là đuổi đi là phải mất tiền. Bây giờ con bông nó rớt xuống đầu nha. Con sắp rớt rồi đó cô. Là cái kiểu này mới có bông sắp rớt rồi cô. Con nói bông đó là của yêu quái á. Của ba mà hai bà con yêu quái. Cho nó một vô luôn mà để thằng đó của yêu quái. Vậy là cứ cho ở chung một chỗ đó sau này nó giành giật nhà luôn không mệt đó. Nhưng mà cái cho ở lâu quá đuổi không được. Bởi vì là tại sao hai con là nó có bằng chứng, vì cái bằng chứng đó nó chuẩn bị sẵn rồi. Thì đã coi phim lại đâu thì làm gì có chuyện mà đấy là gọi là đi không tập bản hết trơn rồi. 42 năm mà chưa chịu nó cho bỏ luôn không biết sao nói nó cho. Nó mới có 2 năm mà làm quỷ rồi đó. Mà ở lâu nó làm làm mưa làm gió nữa. Công nhận đáng sợ thiệt. Mới có 2 năm thôi đó. Rõ ràng tài sản của người đó này mùa nó không rớt được cô. Của Trần rớt. Ông Nguyên xã hội. Ông Nguyên lấy chị á. Mùa ta không tham quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Ý nói giống như nó thương ba nó không muốn cho ba nó buồn không chị. Cái lúc mà nó chìm lên là nó đã nói nó miệng ý là nó trả lời nó nói lại là nó nói là đám ma nó đau rồi nó đang mù rồi lúc đám ma mà chưa đi cho em đi em mời em đi đám ma nè em mà đã nói rồi nhưng mà nó nói đám mé thôi nó không nói thẳng thì đó giống như nó nói đám mé thôi bây giờ không nó là con ruột cũng không cần biết nhưng mà không là tờ giấy khai sinh của ba nó đúng rồi mặt với lại chị đề nghị bây giờ qua đó không cha không mẹ bây giờ nó họ ba nó ai hết à cái hợp lại là ok rồi mang họ của Vũ Linh là ok rồi mang họ Vũ Linh là ok rồi còn con kia mang họ gì con kia nó đâu có họ ta về nó đâu đầu đứng lên trong tài sản người ta có quyền gì nuôi tới vậy là câu rồi cho nên cái đen gì cũng sao mà về Hồng Loan đúng rồi như là trong ta ý kiến nhiều lắm á là phải cũng dân bảo luôn á đúng rồi dân bảo luôn á sao 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 mà Hồng Loan không tiếng rồi đúng rồi mấy ông khán giả là bức xúc rồi nha bỏ chạy sợ lắm là không phải là người ta rất là bức xúc đúng không? Mà cái gì mà không phải mồ hôi nước mắt mình không phải của mình mà đi giành giật của lời về của mình nó là nó vô lý dữ lắm đừng có như vậy không có nên như vậy. Cô thấy chị thấy là cái cách của bà Sáu với thử với chị Hồng Loan có còn đầy tình người không? Trời ơi bà đó là tình gì? Bây giờ bà tên gì? Cái nốt hai người ghê không? Cái nốt hai người kỳ cục. Về đạo đức là họ không còn nữa. Nói chung là bây giờ họ quay lại cũng được, họ tiến cũng được. Nâng nói nữa là lại là người ta không nói một lời nữa, tin lo là khô. Thì cô biết con Hồng Phượng nó khô thì nó cũng yên lặng đi, tới đâu thì tới đó. Tới bây giờ vẫn ở căn nhà này đúng, tới đâu đó không phải. Thay vì nó vẫn yên và hiện giờ vẫn yên lặng, nó lo làm ăn công việc của nó đi, nó lo quán bún bò của nó đi, nói về quán bún bò thôi. Nó đừng có nói cái gì, nó đừng có khích rồi trong lòng bạn thì nó sẽ không tới được người. Nó cứ lên nó khích rồi nó chọc, nó cái kiểu của nó, cái nết của nó là ta sẽ đưa nó nhiều chuyện. Nhưng bây giờ nó biết cái lỗi của nó thì nó yên, coi như là nó coi như là đừng có lên nữa. Bây giờ em nói không biết lỗi đi, mình không nên nói, nó yên lặng nó đi, lặng là xong, cứ bình thường như vậy. Lên nó hoài, người này người kia người nọ đồ. Chứ Hồng Loan nó khôn, mà Hồng Loan nó bao nói nó biết bao nhiêu nói, mà trong khi đó nó đâu nói gì ai đâu. Mà cứ nói nhỏ hết cái này, như chọc mơ gẹo nhỏ đủ thứ hết. Khóc quá cũng bị chọc nữa. Nó nói không tùy bên đó chọc. Họ cũng đưa ra nói thì cái đó em thấy. Nói mẹ sao tùy đi ta. Cô con chú thì mất công nghệ không? Thì đó, những con người lớn hơn đó hết rồi. Cái Hồng Loan không? Cái nó không hiện. Hồng Loan như vậy mới nói chuyện, cái cách của nó rất là khô. Hãy im lặng đi, hãy im lặng quá mới là vàng. Còn như con que tối ngày cứ nói lên trước cộng đồng mạng vậy hoài thì đâu có được cái gì đâu. Im vậy cái giảm mất thương nhiều. Đúng không? Không, mấy ngày gần đây là ông Bảy báo ông công kích, ông không nói với ai nên ông đâu bị công kích thấy không? Chứ mà nếu mà nói hoài đây là ông chết á. Ông chết nên là ông im luôn, im từ cái vụ bánh xèo của ông luôn. Bị bơm hàng quá trời ông im luôn. Bà Ngọt Xèo cũng có vô đó cô, cũng có vô nhà, nhiều khán giả bức xúc lắm, cô thấy là bà có quyền để vào cái nhà đó không? Ủa mà sao lại cho bà vô ta? Ờ đúng rồi, nhiều khán giả. Tại sao cho bà vô? Không có cô lành. Bà là em dâu mà đúng không? Tại vì cái bà bánh xèo á, bà cũng giống như Đông Hồ là bà không được vô mới đúng chứ. Đúng rồi. Phải cản bà ra chứ. Tại cô lành mà bữa nay bà đến. Tại cô lành bảo vệ quyền lợi pháp lý cho Hồng Phượng. Mà sao không thấy tới? Không biết sao không tới nữa đây. Ai cho vô nhà? Tại vì á hồi qua là đi nói là không ai phận sự đâu có cho vô nhà đâu nên là không dám đến rồi giống như phố đi bộ giống như bữa nữa là sao? Hồng Phượng mở bún bò vậy chị có qua ăn bún bò Hồng Phượng cho chị? Không, chị ở Bình Dương mà. Dạ. Bữa nay chị tính qua ăn nhưng mà bệnh không bán đúng không? Bữa nay là đi tới Tân Định lại dọn đồ của cô Sáu gì quá. Bữa nay khán giả đến ủng hộ để dọn đồ tiếp quá trời luôn à. Thì đó để cho Sáu dọn một đó, dọn phụ. Nếu mà có dọn thì bữa hai bữa nữa mà người ta mới dọn chứ làm sao dọn liền liền được. Trưởng có tòa án ở đây người ta kêu dọn một cái luôn. Bữa nay thí dụ là có mấy người ở cấp trên tới là dọn nó dễ hơn, còn vài bữa đi không có mình thì không có. Không có gì, ta cũng mời lúc đầu dọn ta cũng mời kiểu mới khu vực không nào thể nào mà tự đến dọn được. Ủa, bữa em thấy lai lên là bà nói là bữa dễ dọn thì phải dọn đơn chị có coi cái drama vừa rồi của Hồng Phượng ở tại Đà Lạt không? Dạ. Rồi chị thấy bức xúc như thế nào? Thì bây giờ người ta đưa nó bước đường cùng rồi đó, là do nó trong nhà tất tật cho nó thôi. Nói chung thì bây giờ còn rất là đông mọi người nha cả nhà ha. Cả nhà đây ngoài thấy khán giả người ta cũng rất là bức xúc cả nhà. Không phải đâu cũng người dân. Bức xúc mà. Đây nói chung mọi người đang rất là bức xúc chia sẻ niềm của mình nha cả nhà. Đây. Đó, còn nói chung thì bây giờ ở ngoài đó thì cũng còn rất là đông anh chị em ha cả nhà ha. Đó, mọi người vẫn chờ đợi, nó thật sự là chờ đợi chị Ni và chị Loan ra cả nhà ha. Đó, nó thật sự ở đây ai cũng ủng hộ, mọi người rất là ủng hộ, thậm chí là rất là yêu quý cả nhà ha, yêu quý chị Hồng Loan luôn cả nhà. Đó, thậm chí giờ này cũng có mọi người đến mua hàng ủng hộ cho chị Hồng Loan cả nhà ha. Thì cái điều đó mình cảm thấy thật sự rất là quý luôn, mọi người rất là yêu quý chị Hồng Loan đó. Bây giờ nãy giờ thì cả nhà cũng thấy luật sư thì cũng về rồi, thì chắc chắn thì ngày hôm nay thì cái buổi thẩm định này cũng đã thành công một cách rất là tốt. Khán giả chắp tay cho khán giả đứng yên đây chia sẻ cho em, đừng có đi đâu. Giờ rồi thì bùm khóc thì mình nghĩ vấn đề khóc cái này thì em xin nhắc lại xíu nha. Một chỗ là có thể là cha có thể là từ bỏ con, nhưng mà con thì không thể nào từ bỏ cha được, đúng không? Thực ra cái khóc của bùm là khóc vì nói chung thì ở đây có rất là nhiều người nha. Chị Hồng Loan ra nè cả nhà ha. Chuẩn bị có chị Hồng